vượt hơn 500 cây số từ đất liền ra đảo. Cây đa được đưa về từ khu di tích Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, thủ đô kháng chiến, là món quà lưu niệm đặc biệt của đoàn cán bộ ngành dân vận nhân chuyến ra thăm đảo và báo công với bác tại chính nơi mà người đã đến thăm tháng 5 năm 1961. 48 năm kể từ lần đầu tiên người về thăm nơi này, đặc biệt sau 15 năm kể từ khi thành lập huyện đảo Cô Tô, khoảng cách giữa đất liền với Cô Tô đã trở nên gần hơn trong suy nghĩ của nhiều người. Trước đây là chỉ một tuần chỉ có một chuyến thôi, mà chuyến tàu ra coi như là vất vả lắm. Bây giờ là rất là thuận tiện, bởi vì là tàu về một ngày, ví dụ như là thứ ba, năm, bảy, trong đấy tàu ra ngày hai chuyến. Trước kia về quê thì trong quê có cái tàu đò Thái Bình họ chạy ra đây, thế là còn khó lắm, mà vất vả lắm. Mà bây giờ về thì cứ sáng ở đây là chiều có mặt ở nhà. Với mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, dự án trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đang được xây dựng với kỳ vọng Cô Tô sẽ trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá vịnh Bắc Bộ và là nơi trú bão cho khoảng 1.000 tàu cá neo đậu ở khu vực này. Trong cuộc làm việc với đồng chí Hà Thị Khiết, lãnh đạo huyện đảo đã kiến nghị Trung ương cho phép Cô Tô tiếp tục được hưởng cơ chế ưu đãi đặc thù, tạo động lực cho Cô Tô phát triển kinh tế xã hội gắn kết với củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên vùng biển đảo Đông Bắc Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Nếu mà chúng ta làm được một cái nhà máy nhiệt điện trên huyện đảo Cô Tô, làm cái mong ước ngàn đời với nhân dân huyện đảo, bởi vì tất cả những cái hoạt động trên huyện đảo Cô Tô là nằm nhờ những cái nhà máy phát điện, cho nên là một mặt là giá thành rất cao, hai thứ hai là không ổn định, mà thứ ba là khấu hao của chúng ta là quá nặng. Cho nên là dân rất là mừng. Đến hiện tại thì có những người phải đến 8.000 một số kinh hoạt rồi. Cái việc mà xây dựng một cái nhà máy nhiệt điện ở trên đại huyện Cô Tô là cái điều rất cần thiết. Và có như thế thì cái khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Bình Bắc Bộ này sẽ phát huy và tác dụng. Về những đề xuất của huyện đảo Cô Tô xoay quanh chính sách thu hút cán bộ công chức ở lại đảo, dự án đóng mới tàu cao tốc, đầu tư cơ sở vật chất cho những đơn vị quân đội, cũng như việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nhiệt điện để có nguồn điện tại chỗ cho phát triển kinh tế, đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh sẽ báo cáo với Ban Bí thư để có những chính sách thích hợp nhằm đánh thức tiềm năng lợi thế Cô Tô phát triển nhanh mạnh hơn nữa như mong muốn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.